Mình giới thiệu với các bạn này, bộ lăn lõm này, lăn sừng lõm này, lăn đồng lõm này, lăn đồng sừng lõm này. Đấy, cái công dụng của ba cái dụng cụ này như thế nào? Cái lăn sừng lõm này này, nó có tác dụng là dương. Dương thì nó sẽ làm ấm nóng rồi. Thế thì nó có tính dương thì nó chữa cho những người hay bị hàn, bị lạnh. Ví dụ những người bị thấp khớp, những người sợ lạnh chẳng hạn. Thì nó có tác dụng là gì? Mình sẽ lăn trong lòng bàn tay, để lăn trên vùng cổ gáy này, ngón tay này, cạnh bàn tay. Đó, các bạn lăn như này. Đấy, nhất là những người bị thấp khớp ấy, lăn này, tê tay, nhức mỏi các ngón tay. Đó, lăn này. Thì nó lõm vào, nó ôm sát lên các ngón tay này. Đó, ôm sát lên các ngón tay. Đó, lăn cả lòng bàn tay như thế này nữa. Cảm giác rất là êm ái và dễ chịu. Đó, như này. Đó. Rồi các bạn có thể là gì? Lăn trên vùng cổ vai gáy nữa, khắp vùng cổ vai gáy. Đó, hoặc là lăn trên các ngón chân nữa. Đó. Thì những người mà huyết áp thấp sợ lạnh thì các bạn dùng cái đầu sừng này. Những người mà huyết áp cao ấy, các bạn ạ, thì các bạn dùng đầu đồng này. Đó, thì nó lại rất là mát, cảm giác rất là dễ chịu. Đó. Đó, rồi có thể lăn trên cổ vai gáy. Thì nó kết hợp cả hai đầu này thì người ta có cái này. Đấy. Thì lúc nào nóng thì người ta dùng cái đầu đồng này nó mát này, lúc nào lạnh thì người ta dùng cái đầu này. Đó, thì cái này chuyên dùng cho những người bị các vấn đề liên quan đến ngón tay, bàn tay. Ví dụ là thấp khớp, bị gút, là bị tê các ngón tay, hội chứng ống cổ tay. Thì các bạn nên dùng cái bộ này. Đó.